Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 1.000 token ARN nè. Thì đây tham gia hôm nay, bạn click phần link mô tả dưới video, bạn tới đăng tắt chatbot nè. Rồi, bấm vào continue nha tất cả các bạn. Sau đó các bạn click chat. Không có. Rồi bạn bấm vào airdrop ghép link. Rồi, bạn bấm cho airdrop. Rồi quan cho anh xào kênh ba kênh nữa mà kênh chat nè, một kênh nè, seller nè, hai kênh nè, cho anh xào kênh nữa các bạn. Rồi qua bắt đập kênh nè, xin đặt account link Telegram. Rồi quan điền lời username Telegram tất cả các bạn nha bạn. Username Telegram các bạn, account. Thì bạn mở Telegram của các bạn nè. Bạn vào setting. Copy username mình account anh 562 nè. Account anh 562 12345 và gửi cho bot. Rồi, sẽ bảo đường link không. Sorry các bạn, nó kêu các bạn gửi đường link, các bạn nhập cho ba anh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Vào username nè, các bạn copy đường link nè. Rồi, các bạn sẽ chép đây nha các bạn. Rồi, mình gọi cho bot nè. Rồi, tiếp tục các bạn copy hashtag này nè các bạn. Giờ tăng 3 người bạn như mình vào các bạn. Sao chép nè. Các bạn vô đây. Follow Twitter. Trên Twitter nữa thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm up lên nè. Các bạn nhấn vào retweet nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn như tweet. Dưới hashtag cho tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó bấm AD fanpage nè. Rồi đây thì các bạn like, quả chỉ dẫn cho tôi biết luôn đi các bạn. Rồi các bạn tôi biết dưới hashtag nãy dưới từ chạy các bạn mình luôn đi các bạn. Rồi bấm bấm đáp lên nè. Set up submit link account. Rồi các bạn gửi mã Twitter cho tất cả các bạn ra đây nè. Tại nhập vào Anamata, nhập vào hồ sơ nè các bạn. Bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sao chép liên kết nè. Gọi là chatbot. Anh chatbot good luck. Sao nó không kêu mình gọi địa chỉ gì ta? Mình gửi chứ các bạn. Ok các bạn, chờ chút xíu các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn gọi địa chỉ với BNB sẽ mang trên bet 20 trên dưới chocolate đó các bạn nè. Tưởng đâu mà làm ai góp mình không có, nó không khai báo địa chỉ với mà không biết mình nhận bằng cái gì. Rồi các bạn gọi địa chỉ với BNB cho các bạn vào đây nè. Sau đó bấm đòn nha bạn. Rồi vậy là video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình. Các bạn đừng bấm tan, bấm tan quay lại từ đầu đó.